dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Trực tiếp U23 Thái Lan với U23 Australia, tứ kết vẫy gọi. Trực tiếp U23 Thái Lan với U23 Australia. Sau chiến thắng ở trận ra quân, U23 Thái Lan đang đứng trước cơ hội rất lớn tiến vào vòng tứ kết, vòng chung kết U23 châu Á 2020 nếu đánh bại U23 Australia. Người trong cuộc nói gì trước trận đấu U23 Thái Lan với U23 Australia? Huấn luyện viên Akira Nishino: U23 Australia là đội bóng mạnh, họ đã thích nghi rất tốt với thời tiết nóng ẩm tại Thái Lan và cũng đã thi đấu tốt ở trận hòa 1-1 với U23 Bahrain. Tuy vậy, U23 Thái Lan không hề sợ hãi trước trận đấu này. Đối đầu với U23 Australia, chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự và chờ cơ hội mà sẵn sàng chơi đôi công. Như trận đấu với U23 Bahrain, chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào lối chơi của bản thân. Nhận định chung trước trận đấu với U23 Thái Lan và U23 Australia. U23 Thái Lan và U23 Australia là trận cầu tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay, 11 tháng 1, tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau chiến thắng 5-0 ở ngày ra quân trước U23 Bahrain, thầy trò Akira Nishino lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ nước nhà sau thất bại xấu hổ tại SEA Games 30 vừa qua. U23 Thái Lan cho thấy bộ mặt hoàn toàn tươi mới ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. Các học trò huấn luyện viên Akira Nishino sử dụng nhiều hơn những pha phối hợp ngắn, ít chạm được triển khai một cách nhuần nhuyễn ở trận đấu ra quân. Trong khi đó, các cầu thủ U23 Australia lại không thể chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi để U23 Iraq cầm hòa tỷ số 1-1 ở trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đội bóng huấn luyện viên Graham Annon thi đấu khá bế tắc trong suốt 90 phút của trận đấu. Bàn thắng chỉ tới với họ từ tình huống cố định sau pha sút phạt đẳng cấp của tiền vệ Piscopo. Tuy nhiên, hàng phòng ngự U23 Australia sau đó chơi thiếu chắc chắn để cho U23 Iraq gỡ hòa. Nếu không cải thiện lối chơi, rất có thể thầy trò huấn luyện viên Graham Annon nhận trái đắng trước U23 Thái Lan ở trận đấu diễn ra 20:15 ngày 11 tháng 1. U23 Thái Lan tiếp tục gây sốc, sớm giành vé đi tiếp. Nếu giành chiến thắng sốc trước U23 Australia, U23 Thái Lan sẽ sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết, vòng chung kết U23 châu Á 2020. Sau chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Bahrain, U23 Thái Lan đang quyết tâm tiếp tục gây sốc trong cuộc chạm trán U23 Australia ở lượt trận thứ 2 bảng A. Hiện tại, sau lượt trận ra quân, U23 Thái Lan dẫn đầu bảng A với 3 điểm, trong khi U23 Australia mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa U23 Iraq 1-1. Như vậy, nếu giành chiến thắng trước U23 Australia, đội chủ nhà sẽ có 6 điểm và sớm giành vé vào vòng tứ kết U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, đây là điều không dễ dàng chút nào đối với thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino, bởi đối thủ của họ không được phép để thua nếu như không muốn sớm dừng cuộc chơi. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Australia hứa hẹn rất hấp dẫn kịch tính. Cuộc chạm trán này diễn ra 20:15 và được trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó, 17:15, U23 Iraq hướng đến chiến thắng đầu tay khi đối đầu U23 Bahrain. U23 Iraq hiện đang có trong tay 1 điểm sau khi U23 Bahrain chưa có điểm nào và nếu tiếp tục thất bại, họ sẽ phải sớm chia tay giải. Huấn luyện viên Nishino tuyên bố U23 Thái Lan sẽ giành điểm trước U23 Australia. Sau trận thắng đậm trước U23 Bahrain ngày ra quân, tinh thần của đội U23 Thái Lan đang rất tốt. Thừa thắng xông lên, huấn luyện viên Akira Nishino của đội bóng đất chùa vàng tuyên bố giành điểm trước đội bóng mạnh Australia ở bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2020. Trước truyền thông Thái Lan, Akira Nishino nói: "Chúng tôi gặp may khi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Chúng tôi cố gắng xây dựng hệ thống giống như trận đấu đầu tiên, đồng thời sửa những lỗi mà mình từng mắc phải. Dĩ nhiên, Australia là thử thách lớn với chúng tôi. Họ là đội bóng mạnh, nhưng hiện tại Thái Lan không cần phải sợ hãi. Chúng tôi sẽ không đá phòng ngự, không trông chờ cơ hội theo kiểu chờ các pha phản công. Chúng tôi tập trung xây dựng lối chơi của chính mình, giống như trận ra quân." Huấn luyện viên Akira Nishino tự tin nói thêm. Với tư cách chủ nhà vòng chung kết U23 châu Á 2020, Thái Lan chịu rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, với chiến thắng đậm trước Bahrain giúp đội bóng đất chùa vàng giải tỏa nhiều sức ép về tâm lý. Huấn luyện viên Akira Nishino nói thêm về sự tiến bộ của cầu thủ Thái Lan. Những giải đấu đã qua,
Cầu thủ chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm, chúng tôi sẽ thi đấu với sự tập trung cao độ. Thái Lan vẫn chịu nhiều áp lực từ khán giả nhà, nhưng toàn đội sẽ cố gắng phấn đấu để giành kết quả tốt, cố gắng giành điểm. Vị huấn luyện viên người Nhật Bản dõng dạc tuyên bố. Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Australia diễn ra trên sân Rajamangala, Bangkok, 20h15 phút tối 11 tháng 1. Nếu giành điểm trước đội bóng xứ chuột túi, Thái Lan rộng cửa vào tứ kết. Supachai Jadat, U23 Thái Lan không chịu bất kỳ áp lực nào. Tiền đạo Supachai Jadat cùng các đồng đội tràn đầy tự tin sau thắng lợi 5-0 trước U23 Bahrain ở trận ra quân. Bất ngờ lớn nhất đến thời điểm này ở vòng chung kết U23 châu Á 2020 phải nhắc tới chiến thắng của U23 Thái Lan, tỷ số 5-0 trước U23 Bahrain. Đây là trận đấu xứ sở chùa vàng trình diễn lối chơi đẹp mắt với những pha ban bật triển khai bóng tốc độ cao. Tiền đạo Supachai Jadat chia sẻ rằng, lúc này mọi cầu thủ đều không gặp chấn thương, cá nhân tôi và mọi người cố gắng thi đấu tốt nhất trong trận gặp Australia. Chúng tôi muốn đạt kết quả tốt để có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo. Bây giờ toàn đội không có gì phải lo lắng và chịu áp lực, bởi chúng tôi cố gắng chơi hết sức và có thể duy trì nó một cách thường xuyên. Trận đấu tới đây, chúng tôi muốn thể hiện những gì tốt nhất. Mỗi đội đều có một mục tiêu và chúng tôi muốn giành vé tới Tokyo. Tôi sẽ cố gắng để tặng món quà tới người hâm mộ. Ở vòng loại diễn ra trên sân Mỹ Đình hồi tháng 3 năm 2019, tiền đạo Supachai đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi đấm đỉnh trọng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tuy nhiên, cầu thủ này đã được tẩy thẻ thành công và trận ra sân gặp U23 Bahrain theo điều 38 khoản 3, Bộ Quy tắc Kỷ luật và Đạo đức AFC. Cụ thể như sau, nếu đội có cầu thủ bị treo giò là chủ nhà giải đấu và họ không bắt buộc giữ vòng loại, thì án treo giò được tính ở những trận giao hữu tiếp theo ở cùng cấp độ đội tuyển. U23 Thái Lan đã tẩy thẻ cho Supachai Jadat khi để cầu thủ này ngồi ngoài ở trận giao hữu gặp U23 Trung Quốc và Myanmar. Tuyển U23 Thái Lan đang độc chiếm ngôi đầu bảng A với 3 điểm trọn vẹn cùng hiệu số cộng 5. Ở cuộc đọ sức còn lại, U23 Iraq và U23 Úc chia điểm trong trận hòa một đều. 20h15 phút ngày 11 tháng 1, U23 Thái Lan có trận đấu thứ 2 gặp đối thủ U23 Úc. U23 Thái Lan đấu Australia giải U23 châu Á. Chủ nhà lo nhất điều gì? Siêu huấn luyện viên World Cup Akira Nishino vừa tiết lộ trước báo giới về việc ông và U23 Thái Lan sẽ phải khắc phục gấp một điểm yếu sau trận ra quân đại thắng giải U23 châu Á năm nay. Những bất ngờ liên tiếp đã đến ở lượt trận đầu tiên bảng A vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay. Ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch U23 Australia đã bị cựu vương U23 Iraq cầm hòa một đều trong trận khai mạc. Ngay sau đó, đội chủ nhà U23 Thái Lan cũng làm cho không ít người ngạc nhiên khi vùi dập đối thủ Tây Á U23 Bahrain đến 5 bàn không gỡ để chiếm ngôi đầu bảng sau lượt trận ra quân. Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng, U23 Thái Lan tiếp đón U23 Australia lúc 20h15 phút tối 11 tháng 1 trên sân Rajamangala, thủ đô Bangkok. Đoàn quân xứ sở chùa vàng có lợi thế tinh thần lớn lao sau đại thắng trước U23 Bahrain, đồng thời họ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ đông đảo fan nhà. Thế nhưng, theo huấn luyện viên Akira Nishino, U23 Thái Lan, đội bóng của ông vẫn còn điểm cần khắc phục sớm trước khi họ đọ sức với U23 Australia. Phát biểu trên tờ CM Sport, nhà cầm quân từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản lọt vào vòng 1/8 World Cup 2018 cho biết. Sau trận đấu đầu tiên với U23 Bahrain, chúng tôi đã có một cuộc họp với các cầu thủ của mình để chuẩn bị trận đấu vào thứ Bảy gặp U23 Australia. Chúng tôi rất may mắn khi không có cầu thủ nào bị chấn thương. Tất nhiên, thi đấu với Australia không dễ dàng như trận đấu đầu tiên. Hãy nghĩ rằng các cầu thủ có thể đối mặt với một số áp lực. Điều đó có thể khiến trận đấu của họ không diễn ra thuận lợi như thông thường. Bởi vì chúng tôi luôn chăm chỉ làm việc, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Đội bóng của tôi sẽ cố gắng duy trì lối chơi tốt đã thể hiện ở trận ra quân trong trận tiếp theo. Huấn luyện viên Nishino cũng tiết lộ về điểm yếu mà U23 Thái Lan đang cố khắc phục để hướng đến kết quả thuận lợi khi chuẩn bị đối đầu U23 Australia. Hai trận đấu với U23 Australia và Iraq sắp tới chắc chắn không dễ dàng. Sau trận đấu với U23 Bahrain, ban huấn luyện đã có cuộc trò chuyện với các cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện những phần mà chúng ta còn thiếu sót trong trận đấu vừa qua về hàng phòng ngự và các vấn đề khác. Nhà cầm quân 64 tuổi người Nhật Bản chia sẻ. Tuy vậy, đấu U23 Australia rất có thể huấn luyện viên Nishino giữ nguyên sơ đồ 4-2-3-1 với bộ tứ hậu vệ Thiraton, Asonri, Sangrikan, Bromsupa, đội trưởng Sinfanat Leoa và Mishok Mahasaranukun án ngữ trước khung thành của thủ môn Korafat Narichan như khi người Thái vừa đại thắng và giữ sạch lưới trước U23 Bahrain. Cảm ơn quý vị đã theo dõi.
vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.